mà quý vị thấy là với cái chất liệu này là quý vị thích lắm, thích như thế nào thì chúng tôi làm lại những cái thí nghiệm để cho quý vị thấy là chất lượng của sản phẩm nó nằm ở đâu. Đây, mời quý vị qua bên này nha. Hồ và Ly sẽ tiếp tục làm một cái thí nghiệm mà chúng tôi đã làm rồi, nhưng mà chúng tôi sợ là nhiều khách hàng đó mới chuyển kênh nên là người ta chưa thấy được cái chất lượng nó nằm ở đâu. Thì bây giờ như thế này, bên tay của Hồ nè là cầm cái khăn cao cấp của Mescan ngày hôm nay, còn Ly á là cầm những cái khăn thông thường mà mình hay sử dụng đó quý vị. Thì đầu tiên quý vị nhìn một cái thí nghiệm này nó nói là điều gì nha. Bây giờ anh và em cùng làm nha. 1, 2, 3. Đó. Nè. Đó. Quý vị thấy khác về kia không? Nè, có nghĩa là sao? Có nghĩa là đối với khăn này đó là nó thấm hút rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ lau hết luôn nè. Bây giờ Ly thử lau hết coi. Nè. Đó. Rồi, mình kéo ra nè cho mọi người thấy nè. Nó vẫn còn mọi người thấy không? Và khi mà Hồ lật lên nè thì quý vị thấy là những cái vết sữa đó nó không có rõ, nó đã bị thấm hút vào trong này rồi. Còn những cái vết sữa bên cái khăn của Ly cầm nè là nó vệt luôn ở tại đây. Bây giờ anh lau giùm em luôn nè. Đó. Đó. Rồi. Đó. Quý vị thấy không? Nhiều khi là với cái kết cấu là cô tông 100% thì SK sẽ đem tới cho mình là cái gì đây ạ? Đó chính là cái độ thấm hút nhanh rất là bền quý vị nha. Đây ạ, ngày hôm nay mình sẽ tiết kiệm hơn quý vị ơi. Còn nếu như bây giờ quý vị cứ mua những cái khăn đó mà nhiều khi không biết tiết kiệm cô tông ra làm sao, nó không chất lượng hết, nhìn tưởng là như nhau nhưng mà rõ ràng nó là ảnh hưởng tới cái gọi là quyền lợi của mình. Chưa kể là cái công nghệ người ta nhờ tới quý vị đúng rồi. Dùng về lâu về dài đúng không quý vị? Chắc chắn lắm quý vị. Chắc chắn luôn. Chắc chắn nha. Dày dặn và chắc chắn. Đây Ly đang dùng sức lực rất là mạnh mẽ để có thể là tác động lực vào quý vị thấy ha. Cực kỳ chắc chắn luôn quý vị nhìn nè, đường may nè, công nghệ dệt của họ nè cũng rất là xịn nữa. Mình cầm trên tay á là bắt đầu mình thấy á nó mềm và nó mịn nhưng mà trong cái đại da của mình quý vị ơi. Dùng những cái khăn này nè mà cho các bé nhà mình đó là thích vô cùng quý vị. Thương hiệu Việt Nam chất lượng cao quý vị ơi. Mình đã mua hàng thì mình đừng chần chờ quý vị nhé. Đúng tại rồi. Thời gian của mình không có nhiều. Đúng rồi. Thôi thì bây giờ mình làm thêm cái thí nghiệm nữa đi ha. Để cho quý vị thấy nè, cũng là hai cái khăn kích thước bằng nhau. Đi mở ra cho mọi người thấy là hai cái khăn này kích thước hoàn toàn bằng nhau quý vị nha. Nè, và chúng tôi cùng để vào một cái lượng nước bằng nhau. Thì quý vị nhìn coi cái chuyện gì nó sẽ xảy ra nha. Chưa từ từ đến chất tại nè. Đây. Nè, bằng nhau nha quý vị nha. 1 2 3. Đây. Ô đây. Hơi mạnh tay, còn hơi mạnh tay nha. Nhưng mà sao? Phải nói là nè, bây giờ quý vị nhìn này. Nè, quý vị nhìn này nha. Cái khăn của Hồ đó quý vị có thấy là nước á là nó hút vô đây hết và nó không có bị tình trạng là nước nó rịn ra. Còn đối với Ly này nha, quý vị nhìn này nha. Nước nó bắt đầu rịn ra và nó không có thể nào mà nó hút thấm hết được. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái ưu điểm của cái sợi của thâm cao cấp á là nó sẽ thấm hút rất là nhanh. Nó rất là nhanh quý vị nhé. Thế còn nếu như mà giặt thì như thế nào đây? Đây để em đang giặt. Ly có thể lấy giùm anh là xà bông được không? Lấy thêm xà bông. Đây. Rồi. Đây. Đó, đổ xà bông vô nhiều cho anh luôn. Đây anh sẽ giặt cái bàn nhanh nè. Nè, quý vị. Người ta nói là lúc đầu không nên giặt xà bông đâu, bỏ đây là giặt xà bông và phô thật là mạnh luôn quý vị nha. Lần này là không phải là Ly giặt đâu mà là anh. Không ra màu nào quý vị nhìn này nha. Không ra màu. Tại sao? Tại vì cái công nghệ giặt hiện đại nó kết hợp với cái chất liệu là cô tông cao cấp đó quý vị. Là quý vị thấy là không ra màu nè, quý vị nhìn nước nè nó trong kia không? Đấy, là mình yên tâm là như vậy đó, khăn này là khăn rất là cao cấp quý vị nha. Rồi, đó, thì đối với sản phẩm ngày hôm nay đó quý vị sẽ nhận được gì đây? 6 cái khăn quý vị nha. Mà có một cái khăn, 2 cái khăn có to đùng như thế này nè quý vị. Đây, 6 cái khăn mà mình có 2 cái khăn rất là to như thế này nha. Có 399.000 đồng mà thôi, chỉ có 399.000 đồng mình đã nhận được là 6 khăn cao cấp thương hiệu Mescan quý vị nha. Hãy nhanh tay quý vị ơi, tại vì tính tới thời điểm này là 6